Em xin chào toàn thể các anh chị ạ. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nhận Kiểng Lá của em ạ. Thì bữa trước em có đăng cái clip về cái cây đồng giá 150.000 đó, thì nhận được cái sự phản hồi rất là nhiều của anh chị. Trong đấy thì có khá nhiều cái phản hồi tích cực. Thì hôm nay em tiếp tục em lên cái clip để em làm những cái cây đồng giá 150.000 đó nha anh chị. Những cái dòng cây này thì rất thích hợp cho anh chị nào đang trong cái quá trình mình sưu tầm giống này, cũng như là anh chị là mới đang tập chơi ấy, thì anh chị lựa chọn những cái cây như thế này thì em thấy nó khá hợp lý anh chị ạ. Không để mất thời gian nữa thì em vào chủ đề chính luôn. Hôm nay tiếp tục em làm cái clip về đồng giá, là cây đồng giá là 150.000 nha anh chị. Thì mở đầu clip là cái cây én xanh nha anh chị. Én xanh thì cái cây này trong cái chậu của nó là gồm có hai thân này. Đó, có hai thân như vậy này anh chị này. Én xanh 150.000. Chậu hai thân ạ. Nói chung là cái cây thì nó cũng nhiều lá rồi. Đây, những cái lá sau này nó sẽ đạt cái kích thước size như này này anh chị này. Thậm chí nó sẽ lớn hơn nữa. Đó, cái thân nó thì nó lớn hơn ngón tay cái của em rất là nhiều rồi này. Đó. Em trồng trong môi trường trong nhà thì nói chung là cái tốc độ phát triển của nó sẽ không thể bằng được cái môi trường bên ngoài tự nhiên đâu, nhưng mà anh chị để cho nó leo trụ như vậy nó cũng khá đẹp nhé. 150.000 một cây. Đó. Anh chị nào lấy được thì inbox cho em. Rồi, tiếp theo nữa là cái cây mami này. Mami này. Đó, thì cái cây này thì cũng lớn rồi nha anh chị. Nó không còn là cái cây nhỏ như ngày xưa em đang bán 70-80 ngàn đâu. Cây này thì nó lớn gấp 3 lần cái cây ngày xưa này. Đó. Cái lá của nó như vậy này anh chị này. Cực kỳ lớn rồi. Cây này thì bắt đầu là nó lên cái màu rồi nhá anh chị. Lên cái màu đặc trưng của cái lá này nhá, màu ánh bạc này. Gọi là cái cây mami silver đó. Tức là bạc đấy, ánh bạc đó. Rồi, cây mami này cũng là 150.000 một cây đó nha anh chị. Tiếp theo nữa là cái cây velvet. Black velvet. Thì gọi là black nhưng mà nó là cái màu xanh sẫm anh chị. Chứ nó lại không phải là cái màu đen đâu. Đó, cái này thì gần lá đẹp này. Anh chị nào sưu tầm với cây này thì cũng khá hợp lý thôi. Đây. Cây thì thuần chậu từ nhỏ rồi. Đó, Black Velvet 150.000. Tiếp theo nữa anh chị, cây hạc nữa. Hạc chân cam này nữa. Cây hạc chân cam này thì bữa nay nó cũng lớn rồi. Đó, cái chân cam tức là cái cuống lá của nó, cuống lá của nó màu cam này anh chị, này, gọi là hạc chân cam đó. Cũng là 150.000 luôn nha anh chị. Đó, thì công chúa hồng và hoàng tử trắng thì cũng là đồng giá là 150.000 này. Cho những cái dòng cây 150.000 thì trong đấy là có cả công chúa hồng và hoàng tử trắng đấy nha anh chị. Đó. Công chúa hồng, hoàng tử trắng 150.000 nữa. Và không thể thiếu được cái cây mường thái này nha anh chị. Đây, cái mường thái này thì em cũng chưa cho thêm giá thể nữa, thì một bộ gốc của nó thì gồm có 5-7 cây như vậy này. Đó. Về anh chị tha hồ mà tách luôn. Tách thoải mái luôn đấy, nhiều lắm. Đó. Mường thái cũng 150.000 luôn nha anh chị. Rồi cây yellow flat này cũng 150.000 luôn nha anh chị. Đó, em trồng nó hướng nắng nó hơi bị nghiêng này. Một gốc này nó khoảng tầm 3 đến 5 cây gì đó. Đại loại là nó khá là nhiều anh chị ạ. Ven gen thì chất rồi. Chậu yellow flat này thì em bán cái chậu hồng này nhá. Chậu hồng, chậu cái gì gọi là cái gì. Đó, nói chung là chậu đây, màu cam màu gì đây này. Là cái chậu này, em còn một loại chậu đen nữa thì nó lớn hơn thì là 250.000 nha anh chị. Còn cái chậu mà em trồng, cái cây mà em trồng trong cái màu chậu cái màu này này thì là 150.000, nó nhỏ hơn cái size kia. Đó. Em coi còn cây gì nữa, em lên đồng giá luôn. Đây, rồng xanh nữa anh chị nhé. Rồng xanh thì nó sẵn chậu như này này. Đó, sẵn chậu như một cái tác phẩm như vậy luôn này. 150.000 luôn này, rồng xanh. Caramel xanh nữa này anh chị. Caramel xanh cũng 150.000 luôn nhé. Cái cây này thì bắt đầu nó lá nó bắt đầu nó có rãnh rồi này. Bắt đầu có rãnh cho anh chị, bắt đầu là có thể làm cho nó một vài cái trụ nhỏ nhỏ nó leo lên. Tiếp theo nữa là cái cây thanh xuân vàng. 150.000 luôn nha anh chị, thanh xuân vàng này. Đó. Thanh xuân vàng 150.000. Rồi để em lựa cái cây thì em quay tiếp này. Vâng, em tiếp tục em xả luôn cái cây Scan Bloom này, cả chậu cả cây này luôn này. Em cũng đồng giá 150.000 luôn.
Tại vì cây này em đang còn nhiều quá, em sẽ bán bớt nó đi. 150 ngàn luôn này anh chị này. Đó. Để em coi còn cây gì nữa em bán luôn. Rồi hôm nay trước mắt em sẽ lên những cây như vậy trước anh chị. Rồi bữa sau em sẽ lên thêm những cây khác nữa. Thì anh chị theo dõi clip thì cho em xin lượt like để chia sẻ nhé. Rồi, ở đây em còn một cây rồng đỏ nữa này, cũng 150 ngàn luôn nha anh chị, cả chậu này. Rồi, em xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.